sau các lò đào tạo trẻ rất chất lượng của Hoàng Anh Gia Lai, Viettel, Hà Nội, PVF. Trong năm nay, một trung tâm bóng đá mới được nâng tầm thành học viện đã chính thức ra mắt và tuyển sinh khóa đầu tiên với sự tham gia của nhiều chuyên gia bóng đá hàng đầu Việt Nam. Đó là Học viện bóng đá Juventus Việt Nam. Khởi động tuyển sinh từ giữa năm 2018 trên khắp cả nước, trải qua quá trình chuẩn bị, xây dựng nơi đóng quân, hoàn thiện cơ sở vật chất tại thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Học viện bóng đá Juventus đã chính thức đi vào hoạt động vào cuối tháng 5 năm 2019. 60 học viên đầu tiên thuộc hai cấp độ U11 và U13 được bố trí sinh hoạt trong không gian được xây dựng theo tiêu chuẩn của Học viện Juventus toàn cầu. Bên cạnh thời gian tập luyện bóng đá, các học viên có thời gian sinh hoạt cá nhân để vui chơi, học tập, nâng cao ý thức cá nhân. Giờ là con gặp khó khăn là con còn nhớ bà mẹ và con sẽ quyết tâm khắc phục cái điểm yếu của nó của mình và cố gắng tập luyện để trở nên một cầu thủ chuyên nghiệp. Lịch trình mỗi ngày của các cậu bé đến với Học viện Juventus Việt Nam thường bắt đầu bằng việc tập luyện vào sáng sớm. Tại đây, các em được huấn luyện viên trong và ngoài nước hướng dẫn từ những bài tập cơ bản để bắt đầu con đường nuôi dưỡng ước mơ trở thành cầu thủ trong tương lai. Chịu trách nhiệm chính về chương trình tập luyện là huấn luyện viên Giuseppe Zappella. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh đảm nhiệm công tác quản lý nhân sự và các huấn luyện viên tham gia các công tác huấn luyện chuyên môn tại học viện. Chúng tôi cố gắng mang đến những điều tương tự như Học viện chủ quản Juventus hiện đặt tại Turin đang vận hành. Tôi hy vọng rằng học viện chúng tôi sẽ tạo ra điều khác biệt với rất nhiều học viện bóng đá khác đang hoạt động tại Việt Nam. Ra sân làm việc với các cháu từ 7 giờ cho tới 11 giờ 30. Và sau những cái buổi tập thì chúng tôi có luôn luôn có cái sự chia sẻ về những cái buổi tập để làm sao nhằm cho các cháu nó có một cái tiến bộ tốt trong thời gian sắp tới. Dinh dưỡng cũng là một vấn đề được chú trọng tại các học viện bóng đá, đặc biệt là các học viện quốc tế. Ở Học viện Juventus Việt Nam, các học viên ăn ở cùng nhau tại căn tin chung với chế độ khẩu phần ăn được chuyên gia dinh dưỡng tính toán lựa chọn phù hợp. Và một hoạt động quan trọng khác được ưu tiên hàng đầu tại đây đó chính là dạy và học ngoại ngữ. Các học viên sẽ được trang bị ngoại ngữ ngay từ khi gia nhập học viện, một phần nằm trong chương trình học văn hóa, một phần có ý nghĩa trong việc định hướng phát triển của học viện. Trong tương lai, một số các em sẽ được chúng tôi lựa chọn sang tham quan, tập luyện tại học viện chính ở Turin, Italia. Các em sẽ được tiếp xúc với các động viên ở Italia và các em cũng có thể học thêm tiếng Ý bên cạnh tiếng Anh. Dạ, tụi con học Anh văn là để giao tiếp và có thể nói tiếng Anh giỏi để nói với người nước ngoài. Một chặng đường rất dài đang chờ các cầu thủ Nhí ở phía trước. Điều đó không chỉ đến từ nỗ lực của các huấn luyện viên, các chuyên gia, mà quan trọng nhất vẫn đến từ các em. Sẽ có những học viên trở thành những cầu thủ giỏi trong tương lai, cũng có những em chỉ dừng lại ở mức độ tiềm năng. Tuy nhiên, sự ra đời của các học viện trong quá khứ hay Học viện Juventus Việt Nam hiện tại sẽ góp phần nhiều vào công tác tìm kiếm, đào tạo và ươm mầm cho bóng đá Việt Nam.